Bộ phim Gia tộc lộng lẫy tập 34. Sao lại cướp xe của tôi? Cô làm gì vậy? Sao lại bắt nạt phụ nữ? Đồ khốn kiếp, khốn kiếp! Anh xuống xe cho tôi. Sao lại có người như vậy chứ? Tôi thì làm sao? Tôi thì làm sao? Cả phụ nữ anh cũng bắt nạt nữa. Đồ khốn, đồ chó! Sao anh cũng bỏ đi luôn vậy? Các người đều bắt nạt tôi. Em về rồi à? Em nghỉ trước đi. Anh trả lời email nữa là xong rồi. Ok, xong rồi. Đúng rồi. Hôm nay bạn bè gọi điện thoại đến xác nhận chuyện di dân của chúng ta ổn thỏa rồi. Em nghĩ xem, em muốn đến Bắc Mỹ hay Úc? Hôm nay em mệt lắm. Em đi tắm trước đã. Lát nữa chúng ta bàn lại được không? Được, em đi tắm trước đi. Tắm xong rồi nói, ha. Quỷ hợp đồng. Tại sao? Không có tại sao. Hợp đồng đến hạn rồi. Tôi cũng không muốn ký tiếp nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Thì ra là vậy. Vậy được rồi. Dù sao thì công ty bây giờ cũng không được thịnh vượng lắm. Bát cơm này bây giờ cũng khó kiếm thật. Hello. Đợi một lát. Như vậy đi. Đợi Vivian quay lại. Cô nói với cô ấy một tiếng. Tôi đi trước đây. Lão Mã, cổ phiếu của tôi đầu tư cả vào đó rồi. Ông cho tôi tin tức ngầm gì vậy? Chị Ngạo Phu, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt.
vẫn không nở đúng không? Tôi nghe Giang Cửu nói rồi, cô không định ký tiếp nữa. Đúng vậy. Tôi thấy mệt quá rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nghe nói Lý Triệu Khâm đã ly hôn rồi. Hai người sống ổn chứ? Vẫn ổn. Ban đầu tôi cho rằng cô thích tiền của anh ta. Không ngờ hai người có thể kiên trì lâu như vậy. Nghe nói tiền cấp dưỡng nuôi con làm anh ta hết sạch tài sản rồi. Mà Lê Ngọc Phù thông minh tuyệt đỉnh, vào ngay lúc này vẫn lựa chọn theo anh ta. Nhưng mà hai người đều không có công việc, phải sống thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn lưu lạc chân trời? Chuyện này sau rồi hãy nói. Bây giờ tôi chỉ muốn nghiêm túc sống mỗi ngày. Cô thì sao? Cô vẫn ổn chứ? Thầy Phùng ông ấy, ông ấy vẫn y như cũ, chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà cũng kỳ lạ, hình như tôi cũng bắt đầu quen dần với điều đó rồi. Có lẽ phụ nữ đến độ tuổi này đều phải bị ép học được cách dần quen với nó. Được rồi, tôi còn vài việc, không nói chuyện với cô nữa. Nhưng mà cũng chưa chắc lần sau khi cô trở về, tôi còn có ở đây không. Sau này gặp lại. Vũ Thiên, sao anh chưa bao giờ hỏi em tại sao em muốn làm nhà thiết kế? Lời muốn nói không cần phải hỏi em cũng không thoát khỏi tai của anh được. Vậy anh đoán xem lúc em thiết kế ra bộ áo đầu tiên là mấy tuổi? Em đừng nói với anh thiên tài Tống Kiều Dương còn chưa học đại học đã thiết kế ra quần áo rồi nha. Nói đúng rồi đó. Lúc đang học lớp 3, trong lớp có một cô bạn, nhà cậu ấy rất giàu. Cậu ấy có rất nhiều búp bê Barbie. Em thèm đến mức nằm mơ cũng thấy chuyện này. Sau khi cậu của em biết được, đã quyết tâm vào thành phố mua cho em một con. Tiêu tốn một tháng tiền lương của ông ấy. Nhưng mà quần áo của búp bê đắt lắm. Em lấy hết số giày dép còn dư lại trong nhà, tự mình vừa suy nghĩ vừa làm. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng khá đẹp đó chứ. Từ lúc đó trở đi, em nói với bản thân, sau này em muốn thiết kế ra nhiều bộ quần áo thật xinh đẹp, không kém hơn mấy con búp bê được. Vậy bây giờ em đã làm được rồi, chắc không còn gì tiếc nuối nữa. Đáng tiếc, bây giờ gần như em không thể cảm nhận được niềm vui ban đầu khi nhìn thấy quần áo do chính mình làm ra mặc trên người búp bê. Thứ cảm giác vui vẻ từ tận đáy lòng đó, không có bất cứ tạp niệm tư lợi nào. Thì ra bây giờ mới biết, càng đơn thuần càng đơn giản mới càng thêm hạnh phúc. Sao không có ai hỏi anh tại sao lại làm người mẫu nhỉ? Bởi vì làm người mẫu không cần nói chuyện. Sao em đoán được vậy? Em thông minh hơn anh nhiều. Thật ra có nhiều chuyện của anh, chị anh đều nói hết cho em rồi. Con người anh không hiểu phải giao lưu với người ta thế nào, chỉ thích đấu tranh với bản thân. Trong phòng tập gym, lúc đổ mồ hôi tập luyện với mấy chiếc máy móc sắt cũ đó, trong lòng lại thấy rất tự do. Đứng trên sàn, đối mặt với nhiều người như vậy, không cần nói chuyện, cũng khiến anh cảm thấy rất bình tĩnh. Cho nên Triệu Vũ Thiên anh trời sinh ra có tố chất làm người mẫu. Vũ Thiên, anh đồng ý với em, đợi lúc Tống Kiều Dương em tổ chức show thời trang cá nhân đầu tiên, anh sẽ làm vedette cho em. Không được, mỗi một show đều bắt buộc phải cho anh làm vedette, anh mới đồng ý. Bà nội bà thiên vị quá, đối xử với anh rể tốt như vậy. Em đó, cảm ơn em suýt được biến anh thành bao công rồi. Rửa mặt đến mức sắp hư da mặt luôn. Giả ngốc cái gì chứ, xem ra anh may mắn rồi đó. Bình thường ở chỗ em, vừa vào cửa từng làm bắt được sớm sinh con trai là phải bị bôi xi dày đen đó. May mắn là chị Kiều Dương hôm qua đã xin giúp anh,
mới đỡ lại thành nhỏ nồi. Gương mặt mê hoặc hết người châu Âu của anh, em không dám làm hỏng đâu. Vũ Thiên à, cậu yêu đương với Kiều Dương nhà ta, không được bắt nạt con bé đâu. Nếu không bà lão như ta chống gậy đến tận cửa đánh cậu đó. Bà ngoại bà yên tâm đi, không ai có thể bắt nạt cháu của bà đâu. Đúng rồi. Ba, ba, con đó, người làm cậu, đón thì không đón được, đưa thì lại đưa đi nhanh như vậy. Không để lại cho mẹ tí thời gian ngắm Kiều Dương thêm chút nữa. Mẹ đừng càm ràm nữa, con càm ràm họ sẽ không kịp lên tàu đâu. Kiều Dương, cậu cháu đóng cho cháu mấy thùng đặc sản quê, đều là món cháu thích cả. Còn có món bánh tổ của bà ngoại làm, đều để sẵn trên xe hết rồi. Con phải ăn nhiều vào, nếu như không đủ, mợ sẽ gửi thêm cho con. Mợ, cậu, làm phiền hai người quá, nên làm mà. Bà ngoại, bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đợi lần sau con về thăm bà, lại gọi đầu cho bà nữa. Được rồi, được rồi, lên xe đi. Nếu không thì không kịp đó. Đi đi đi, lên xe đi Kiều Dương. Tạm biệt chị Kiều Dương. Tạm biệt. Tạm biệt. Quay về đi. Tạm biệt chị Kiều Dương. Tạm biệt anh. Kiều Dương về thường xuyên nha. Tạm biệt Kiều Dương. Tạm biệt Kiều Dương. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe. Sao cô lại ở đây? Sao cô cũng ở đây vậy? Ba tôi mới vừa phẫu thuật xong. Loại thuốc mới này chỉ ở đây mới có. Cô làm sao vậy? Sao sắc mặt kém quá vậy? Bây giờ trông giống bà thím thật rồi đó. Có thể do không nghỉ ngơi đàng hoàng. Lạc Dao, cô có thể đi cùng tôi đến tìm một người được không? Ai vậy? Đại Tề, người đã giúp cô chụp ảnh khỏa thân. Để làm gì? Tôi muốn nhờ anh ấy chụp cho tôi một bộ. Cô muốn nổi tiếng đến điên rồi hả? Kết quả của tôi cô còn chưa thấy sao? Cô còn mong dựa vào ảnh nóng để chiếm vị trí à? Có phải cô già lú lẫn rồi không? Lạc Dao, trước đây chuyện rò rỉ ảnh nóng của cô ra ngoài, tôi biết cô đã tha thứ cho tôi rồi. Nhưng mà ông trời chưa chắc đã tha thứ cho người con gái xấu xa như tôi. Tôi mắc bệnh ung thư vú. Bác sĩ nói để ngăn chặn tế bào khuếch tán, tôi bắt buộc phải cắt đi một bên. Tôi muốn trước khi cơ thể của mình trở nên khiếm khuyết, giữ lại cho bản thân một kỷ niệm có thể nhìn thấy được. Lạc Dao, hai người bị sao vậy? Tôi muốn những bức ảnh hôm nay phải vui vẻ một chút. Thầy Đại Tề, anh có thể giúp tôi chụp mấy tấm ảnh cười không? Được chứ. Chúng ta bắt đầu đi.
Triệu Khâm, lúc anh phát hiện em không còn ở bên cạnh anh nữa thì mong anh đừng tức giận. Em tuyệt đối không hề chơi đùa hay xem nhẹ tình cảm của hai ta. Em đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình vẫn không thể buông bỏ đứa bé và gia đình để cao bay xa chạy với anh được. Xin lỗi, anh hãy quên em đi, kẻ chạy trốn yếu đuối này. Đi được rồi à? Kem trong tủ lạnh có phải đều bị con ăn hết rồi không? Đạo diễn Giảng chào anh, chào bác sĩ Lôi. Đứa bé thế nào rồi? Chột bụng nhẹ thôi. Vậy à, đã lấy thuốc cho nó rồi. Chào bác sĩ Lôi. Bé ngoan quá. Vợ của anh suy nghĩ thế nào rồi? Thời gian gấp gáp nha. Có chuyện gì? Chuyện phẫu thuật. Đạo diễn Giảng, anh phải về nhà khuyên nhủ vợ anh đi. Phụ nữ yêu thích cái đẹp cũng có thể hiểu được, nhưng mà ung thư vú không phải trò đùa đâu. Không phải tôi hù dọa anh, nhưng nếu không làm phẫu thuật, sau này sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Không cần thiết vì phải giữ một bên ngực mà mất tính mạng đúng không? Được rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Quay về khuyên nhủ cô ấy cho tốt đi, càng nhanh càng tốt. Cô sống ở đây thật à? Ở tạm thời thôi, không yêu cầu cao. Ngồi đi, ngồi lên giường. Chị Ngạo Phù đã suy nghĩ kỹ chưa? Con người tôi không biết cách an ủi người khác, nhưng có một điểm, sống sót quan trọng hơn bất cứ cái gì. Dù có đẹp hơn nữa thì có chết đi cũng có ai ngắm đâu. Lý lẽ đó ai cũng hiểu, nhưng mà tôi vẫn không thể vượt qua chính mình. Mang theo một cơ thể xấu xí tàn khuyết, sống sót trên thế giới này, có lẽ người khác làm được, nhưng Lê Ngạo Phụ tôi thì không làm được. Nhưng vậy cũng không bằng chết đi. Tốt, cô có thể chết đi đúng không? Tôi dẫn cô đi. Sao lại ở đây? Sao anh biết được ở nơi này? Xin lỗi chị. Đi, tôi sẽ nói cho cô biết chết là thế nào. Buông tay. Tôi không đi đồ khốn. Đi, buông tay ra. Đi, buông tay ra. Tôi cho cô chết rõ ràng. Buông tay, để tôi đi đi. Buông ra. Tôi đã không còn mặt mũi quay về đây nữa rồi. Anh để tôi đi đi. Anh để tôi đi đi. Tại sao chứ? Nếu nhìn muốn báo thù tôi thì anh giết tôi trước đi đã. Đúng vậy, tôi thật sự muốn tự tay giết chết đôi cậu nam nữ các người. Nhưng mà tôi không thể. Tôi không muốn sau này phải nói cho tiểu oa của tôi biết rằng ba con đã tự tay giết chết mẹ con. Tiểu oa, tiểu oa của tôi đâu? Mẹ. Cô hãy nhìn tiểu oa cho kỹ đi. Nó đáng yêu biết bao. Để tôi nhìn con đi. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ, bây giờ cô còn muốn chết không? Cô nhẫn tâm bỏ lại con không quan tâm sao? Cho dù cô không nhận người chồng như tôi, nhưng cô vẫn là mẹ của đứa bé. Vì con, chúng ta đến bệnh viện đi. Thank you.
Tiểu Oa ngoan, nói cho mẹ biết thêm lần nữa, ai đẹp nhất? Mẹ đẹp nhất. Cho dù là vào thời điểm nào, mẹ mãi mãi là người xinh đẹp nhất, có được không? Dạ được. Chồng, đưa túi trang điểm cho em đi. Cô Lê đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Được rồi, đi thôi. Hành trình tuần sau hẳn là như thế này. Cậu phải ghi chép lại công việc của chúng ta. Cậu phải nhớ lấy lời thoại của mình. Phổ Lâm, nói về tình hình thị trường đi. Gần đây doanh thu của chúng ta đã tăng 3% so với tháng trước. Thành tích này cực kỳ khả quan. Mặt khác, thông qua việc chúng ta tham gia hội nghị đặt hàng toàn quốc mấy lần, khách hàng của chúng ta đã nhiều hơn trước khoảng 2 phần. Rất tốt. Khoảng thời gian này, các dự án trong công ty đều được tiến hành rất chuẩn. Điều này phải cảm ơn mọi người. Mong mọi người tiếp tục cố gắng. Lý Chân, chuyện ban nãy tôi cũng không nói với anh. Có chuyện gì? Người trong bộ phận thiết kế của công ty đều đã chạy hết rồi. Anh cũng biết Phùng Nhật Tùng, chỉ biết làm quần áo thôi, không biết cách cư xử, đắc tội hết tất cả các nhà thiết kế. Bây giờ lại đưa ra đề xuất từ chức với tôi. Anh nói xem, tôi có nên nói chuyện thêm với ông ta không? Tôi đi với anh. Thầy Phùng, ông xem chuyện này, ông có muốn suy nghĩ lại không? Tôi đã nói rồi, không còn chuyện gì phải suy nghĩ nữa. Các cậu còn chuyện gì khác không? Không còn chuyện gì khác thì đi đi, tôi bận rộn lắm. Thầy Phùng, điều kiện Phổ Lâm đưa ra ban nãy đã ưu ái lắm rồi. Nếu như ông vẫn không hài lòng, có thể trực tiếp nói ra điều kiện của ông. Điều kiện của tôi là không cùng làm việc với tội phạm phóng hỏa. Điểm này cậu làm được không? Tôi cho cậu biết, tác phẩm của một nhà thiết kế đại diện cho cái gì? Không chỉ là mấy bộ quần áo, mà là tâm huyết và linh hồn của họ. Lý Chân, cậu không được nói với tôi cậu không liên quan gì đến chuyện chiếc xe quần áo bị thiêu hủy. Đó chỉ là về phía cảnh sát không tìm thấy thôi, chứ không có nghĩa cậu không phạm tội. Chuyện này thật ra tôi, cậu đừng nói nữa. Tôi tuyệt đối không làm việc với cậu. Cho dù chỉ đứng bên cạnh cậu thôi, tôi cũng cảm thấy bị sỉ nhục rồi. Thầy Phùng, nếu đã như vậy thì chúng tôi đi trước. Nhưng mà cửa lớn của Truyền Kỳ mãi mãi mở ra vì ông. Chỉ cần ông muốn. Không biết thầy Phùng có thích ăn không nữa. Giám đốc Lý, chúc mừng anh được như ý. Hôm nay qua đây là có gì muốn dặn dò à? Đến tìm thầy Phùng bàn chút chuyện.
Từ nay về sau, công việc của bộ phận thiết kế cũng mong em giúp sức nhiều hơn. Tôi sẽ làm xong công việc trong bổn phận của tôi. Anh yên tâm đi. Như vậy đi, mọi người nói chuyện trước đã, tôi đi lấy xe. Vũ Tiên, túi của em còn ở trong xe, anh đi lấy giúp em nha. Được. Em với Vũ Thiên, bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi. Chẳng qua mấy chuyện này, bây giờ chắc anh không quan tâm đâu hả? Một người đàn ông sắp sửa kết hôn, không nên quan tâm cuộc sống tình cảm của người phụ nữ khác đến như vậy. Kiều Dương, chúng ta thật sự phải kết thúc như vậy sao? Nếu như có được tất cả những gì mình muốn mà mất đi em, anh cũng không biết ông trời đang giúp đỡ anh hay đang trêu đùa anh nữa. Nếu như đã lựa chọn thì phải kiên trì đến cùng. Anh là đàn ông, càng nên hiểu rõ lý lẽ này. Những gì trong quá khứ thì hãy nhân lúc còn sớm để nó qua đi. Nếu không sẽ mãi mãi không bước ra được. Kiều Dương, túi của em. Đến đây, mọi người qua đây. Qua đây đi, qua đây. Nhanh lên, đến đây, mau lên. Động tác nhanh lên, đứng ngay vào, vỗ tay. Hoan nghênh giám đốc Lý đến công ty quản lý của chúng tôi chỉ đạo công việc. Tôi cũng xuất thân từ người mẫu. Các vị cũng xem như là anh em cùng thầy với mọi người, cho nên không cần khách sáo như vậy. Truyền kỳ mới cần có những chủ trương mới. Tôi hy vọng mỗi một người mẫu của truyền kỳ từ nay về sau đều có thể tự gánh một phương, vì công ty cũng vì bản thân mọi người sáng tạo ra thành tựu lớn nhất. Còn không mau cảm ơn giám đốc Lý đi. Phát biểu của tôi là không có ai trời sinh đã có thể thành công. Cứ to gan tranh đấu, nhất định sẽ có cơ hội. Vị trí đứng đầu không phải mãi mãi chỉ là một hai người nào đó. Giám đốc Lý nói đúng lắm, đặc biệt là có những người nào đó cứ xem mình là ngôi sao lớn, không để người bên cạnh vào mắt, thật sự không ra gì. Anh Lý Chân, anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng theo đuổi cạnh tranh hạng nhất. Học hỏi áp lực mà các đàn em đè lên em cũng là động lực, là thứ đêm không bị thỏa mãn bởi những gì có được trước mắt, có hiểu không? Em hiểu rồi. Cuối cùng cũng hợp tác lại rồi. Hy vọng lần này có thể lâu dài hơn chút, đừng giống như lúc trước. Tôi sẽ làm tốt việc mình nên làm, giống như trước kia vậy. Ông chủ là, từ nay về sau sẽ do tổng quản lý Đinh phối hợp với ông. Được, chúng ta đến phòng làm việc bàn luận kỹ hơn. Được. Cảm ơn giám đốc Lý. Tạm biệt giám đốc Lý. Cảm ơn giám đốc Lý. Tạm biệt giám đốc Lý. Anh Thiên, anh Thiên ban nãy anh không sao chứ? Sao vậy, có chuyện gì? Cà phê. Ban nãy bọn ông chủ la như vậy, em biết họ đều đang chống đối anh. Em sợ anh sẽ trở mặt với ông ấy đúng không?
Anh Thiên, em thấy anh cứ cố nhịn như vậy, em xem thôi đã thấy khó chịu hơn cả anh. Sao anh còn phải nghe mấy lời nhảm nhí của ông ấy? Đổi lại trước kia, có lẽ anh sẽ đánh nhau một trận với Lý Chân, nhưng mà bây giờ thì không nữa. Kiều Dương đã ở bên cạnh anh rồi, anh không muốn làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô ấy. Nhưng mà họ đối xử với anh như vậy, bây giờ bọn anh hạnh phúc lắm. Cho nên không phải anh đang nhịn, là thật sự không quan tâm. Em hiểu rồi anh Thiên. Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc với chị Kiều Dương đó. Cảm ơn em, đại cước. Anh có việc anh đi trước đây. Alo, anh làm gì đó? Anh đừng chơi game nữa, đi tập gym với tôi đi. Nè, hôm nay cô tìm morphine hay uống thuốc kích thích vậy? Cô muốn đổ hết sạch mồ hôi của cả đời à? Có thể rơi nhiều mồ hôi tốt mà. Đổ hết mồ hôi thì không cần phải rơi nước mắt nữa. Cô làm sao vậy? Ai bắt nạt cô? Đâu có, tôi giận với anh thôi. Ai dám bắt nạt tôi chứ? Anh có còn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh với anh Thiên không? Sao mà không nhớ được? Cô là người phụ nữ thứ hai ngoại trừ mẹ tôi ra nhìn thấy da thịt của bổn thiếu gia. Đương nhiên là trừ mối quan hệ kia ra rồi, tôi đã không còn thuần khiết như vậy lâu rồi. Vậy anh nói xem, ban đầu tôi không gặp anh với anh Thiên, bây giờ tôi đang làm gì? Có phải tôi vẫn đi theo người ta làm tập vụ không? Tôi cũng không ngờ một cô gái quê như cô có thể có ngày hôm nay. Toàn nhờ anh Thiên cả. Anh ấy dẫn tôi vào nghề này cũng là anh ấy mắng cho kẻ không có tự tin như tôi một trận tỉnh táo. Nếu như không có anh ấy, cũng không có tôi bây giờ. Tôi hiểu rồi. Cô nhìn thấy anh Thiên với Tống Kiều Dương thành đôi nên ghen đúng không? Nè, ban đầu người đầu tiên cô nhìn thấy là tôi có được không? Chẳng lẽ tôi không làm cô cảm thấy kinh ngạc và xinh đẹp sao? Anh mà đòi đẹp cái gì? Quay lại đã lâu như vậy rồi, hành lý cũng không dọn dẹp. Sao mà chưa dọn dẹp chứ? Nhà Ninh trông như vậy mà. Em xem đi, trên bàn loạn cào cào. Nghe nói hôm nay anh đến công ty à? Đúng vậy, Lý Chân đã đến đó, bọn anh gặp nhau rồi. Anh ta không làm khó anh chứ? Đâu chỉ là làm khó, hai người bọn anh còn đánh nhau một trận nữa. Anh ta đánh anh à? Đồ ngốc. Em tin thật hả? Kiều Dương, em yên tâm, sau này anh sẽ không làm ra chuyện gì khiến em lo lắng nữa. Đừng nói là làm khó. Cho dù anh ta chỉ vào mũi của Triệu Vũ Thiên này mà mắng, nói anh là kẻ vô dụng, anh cũng không sao cả. Bởi vì bây giờ anh đã có được thứ quan trọng nhất rồi. Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ sớm đi. Ngày mai chị An hẹn chúng ta đến nhà thầy Phùng ăn cơm tụ họp đó. Anh về chuẩn bị chút nguyên liệu. Ngày mai chúng ta ăn trực một bữa ngon. Biết rồi, anh đi đây.
Tốt quá rồi. Nếu dự án này bàn bạc thành công, truyền kỳ trong vòng năm nay rất có hy vọng chuyển lỗi thành lãi. Cái mớ bồng bông mà chú dứt cho chúng ta cuối cùng cũng khởi sắc rồi. Lão đại, chủ tịch Lý qua đây rồi, đang tìm anh đó, trông có vẻ gấp gáp lắm. Ông nội, tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Sao vậy? Dù làm ăn không tốt, cũng không đến mức bận như vậy chứ. Ông nội, ông còn có chuyện gì không? Chuyện tốt. Chuyện tốt gì cơ? Một vụ mua bán ổn định. Cái gì? Tôi định bán truyền kỳ cho nhà họ Hàn. Tại sao? Việc làm ăn chủ yếu của họ ở nước ngoài là buôn bán nhiên liệu thô. Tôi định dùng truyền kỳ làm mồi để câu con cá lớn kia. Tôi đã bàn bạc với chủ tịch Hàn rồi. Sau khi bán truyền kỳ cho nhà họ Hàn, công ty mới của tôi ở Israel có thể được chia 3% lợi nhuận từ trong giao dịch dầu thô của họ. Đây là một cơ hội rất hiếm có. Không được. Ông nội, truyền kỳ là tâm huyết cả đời của ba cháu và ông. Có lẽ đã rất nhiều năm ông không nhúng tay vào truyền kỳ nên không còn cảm giác với nó nữa. Nhưng mà đối với cháu mà nói, nó là thứ duy nhất xứng đáng để kỷ niệm mà bố để lại cho cháu. Cho nên cho dù thế nào, cháu tuyệt đối không đồng ý bán đứt truyền kỳ. Tôi không quan tâm cậu suy nghĩ thế nào. Cậu nhớ lấy, thân phận của cậu bây giờ chỉ là một giám đốc. Hội đồng quản trị còn phải do tôi quyết định. Tuy ông nội tuổi đã cao, nhưng tầm nhìn và sức phán đoán vẫn là hạng nhất. Thế nào? Khi nào sẽ bàn với anh em chuyện thu mua? Mấy người thật sự cần có truyền kỳ như vậy à? Anh thật sự không buông bỏ được như vậy à? Là không buông bỏ được công ty, hay là không buông bỏ được những thứ khác? Lo lắng sau khi họ Hàn mua được truyền kỳ, anh sẽ phải chịu đựng khống chế của em nhiều hơn nữa. Nói cho cùng, anh vẫn đang lo lắng cho Tống Kiều Dương của anh đúng không? Cô đừng nói lung tung. Được rồi, chuyện thu mua em sẽ không phát biểu ý kiến. Nhưng mà hôn lễ của chúng ta phải được quyết định sớm. Chúng ta không thể vẫn luôn là vợ chồng chưa cưới được. Tin tức buổi tối ngày 15 tháng 2 theo giờ Bắc Kinh, hôm nay nhà thiết kế thời trang nam và sáng tạo Tả Ngạn ở New York, Mỹ đưa giao dịch chứng khoán lên thị trường. Giá khởi đầu $7 bằng giá phát hành. Tả Ngạn lần này sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu ADS. Kế hoạch là khoản vay này vào khoảng $42 triệu. Trang phục Tả Ngạn được xây dựng vào. Đó không phải người bạn cũ của anh Hồng Kim Sơn sao? Tả Ngạn lên thị trường rồi. Thật sao? Đúng vậy, Tả Ngạn lên thị trường rồi. Cậu ấy đã gọi điện nói cho anh biết rồi. Thầy ơi, trong đó có công lao của thầy đúng không? Bây giờ thì không hối hận chứ? Tôi chả hối hận gì cả, vì tôi vẫn sẽ quay về Tả Ngạn mà. Thầy định về Pháp à? Tôi có về Pháp hay không? Cô phải hỏi chị An của cô. Tốt quá rồi, vậy chúng ta đi chung đi. Được rồi, món ăn xong rồi. Ăn được rồi, ăn cơm. Mệt chết đi được. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Tay nghề ngon đó. Sau này không làm người mẫu nữa, dứt khoát đến Pháp mở quán ăn đi. Được. Cho dù không làm người mẫu nữa, cũng có thể nuôi Kiều Dương đi học. Ai cần anh nuôi chứ? Em có tay có chân mà. Nè, hai người của cậu thật sự định đi Pháp à? Vũ Thiên đã giúp em liên lạc với trường, họ đã trả lời rồi. Nói chỉ cần em qua đó, có thể nhập học ngang. Cho nên muốn nhờ chị An giúp đỡ một chút, giúp bọn tôi xử lý thủ tục xuất cảnh. Không vấn đề. Cho dù không để mặt tình cảm tôi với Kiều Dương, thì cũng phải để mặt bản thức ăn này, tôi sẽ cố hết sức để làm. Sau này hai người đến Pháp, cùng đến cùng đi, ngọt ngào như mật. Đừng quên tôi là được rồi.
Lý Chân. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không muốn nghe, nhưng mà tôi bắt buộc phải nói cho cậu biết, việc làm ăn dầu thô ở Israel là dự án mà ông nội đã bày tính rất nhiều năm. Cậu không thể nào khiến ông ấy từ bỏ đâu. Cho dù thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối không bán đất truyền kỳ. Tính cách và cá tính của cậu đúng thật sự giống y ông nội. Lý Chân, tất cả chuyện này đều được tạo ra từ sự hiểu lầm của tôi với mẹ cậu. Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu hận tôi, nhưng tôi bắt buộc phải nói với cậu, cái chết của ba cậu không phải tôi cố ý tạo ra, không phải tôi đang biện giải cho bản thân. Tôi chỉ muốn cho cậu biết sự quan tâm và tình yêu của ba cậu dành cho tôi, thậm chí còn vượt qua cả ông nội. Nếu như có thể, tôi thật sự hy vọng người chết hôm đó là tôi. Trên thực tế, ba tôi chết rồi, mà ông vẫn sống rất tốt. Đúng vậy, mấy năm nay tôi rằng tôi còn sống, nhưng trong lòng tôi vẫn nếm trải đau đớn dày dò. Vừa nhớ đến ba cậu thì tôi tự trách đến phát điên. Tôi càng cảm thấy áy náy thì tôi lại càng hận mẹ con hai người. Cho nên mới đi đến bước đường hôm nay. Lý Chân, tôi không mong cầu sự tha thứ của cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết tình cảm tôi dành cho ba cậu. Anh lớn như cha, không có gì thay thế được.